kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019. Đến với bản tin hoạt trình đốn gồm có hai phần. Trong phần 1 là bản tin phân tích, trong phần 2 là phóng sự đặc biệt lễ gắn lon một sao cho tân phó đại đốc hải quân Hoa Kỳ Nguyễn Từ Huấn. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích do ông Đỗ Quang Tỏa và Võ Thành Nhân thực hiện. kính chào chúng tôi là võ thành nhân và hôm nay là ngày thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019. Đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với ông Đỗ Văn Tỏ để mà tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến vấn đề bầu cử ở tại Virginia, đặc biệt bầu cử năm 2019. Chúng tôi cũng được biết rằng đó là vào ngày 15 tháng 10 là cái hạn chót để mà chúng ta ghi danh đi bầu. Do đó nên cái buổi tiếp xúc của chúng tôi và ông Đỗ Văn Tỏ ngày hôm nay cũng nhằm để nói lên là một cái vấn đề rất là then chốt là chúng ta phải đi bầu ở những cái vị trí rất là quan trọng ở tại Fairfax County. À, trước hết à, em xin được kính chào anh Toàn. Dạ thưa chào anh Nhân và chào toàn thể quý vị à, của đài SBTNDC. Tại sao mà chúng ta phải nhắc đi nhắc lại là năm 2019 là mình phải đi bầu vậy thưa anh Toàn? Nhà dạ thưa thì à, cái chứng minh trong cái quá khứ đó thì cộng đồng chúng ta đó là chỉ đi bầu 4 năm một lần tức là bầu tổng thống, phó tổng thống, mà những cái cuộc bầu cử địa phương là như vào những năm odd chia đó, 19, 17, 15 đó thì là cái số người đi bầu rất là ít kể cả dân dân chúng Hoa Kỳ cũng vậy họ bầu rất ít mà trong khi những cái chức vụ mà địa phương như vậy đó thì nó rất là quan trọng những cái đối với người lớn tuổi thì tôi thấy là có lẽ họ quen ở Việt Nam hồi xưa dưới thời đề nghị Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa đó chúng ta có bốn năm bầu cử tổng thống phó tổng thống bầu cử thượng nghị sĩ, dân biểu quốc hội và cái cấp mà thấp nhất mà chúng ta đi bầu Việt Nam hồi đó đó là hội đồng xã. hội đồng xã, yeah. Yeah. Hội đồng xã và tỉnh thì có hội đồng tỉnh, thành yeah. phố thì có hội đồng thành phố. Đó là những cái cấp nhưng mà thực sự đó hồi đó chúng ta chỉ chú ý nhiều đến cái bầu cử tổng thống mà thôi. Chứ ít ai có thể nói là biết được đại diện cho mình trong hội đồng xã hay là hội đồng tỉnh là những ai. Yeah. Và khi mà chúng ta nói tới cái mùa cử năm 2019 cho người Việt Nam mà người Việt Nam sức, sống rất là đông ở tại Fairfax County do đó nên những cái vị trí mà, quan trọng á, sẽ được bầu cử vào năm nay thì những cái cái người nào mà chúng ta phải đáng để ý và khi mà chúng ta bầu á, thì chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào vậy dạ thưa anh Toàn? Dạ thưa, trong cái quận phe phát cao ti với cái dân số là một triệu người đó thì cái số cử tri người Việt Nam có thể từ 15 tới 20 ngàn người do đó nhưng mà nhiều cái cuộc bầu cử địa phương nó chỉ quyết định bởi một vài trăm phiếu mà thôi. Do đó nếu mà chúng ta đi bầu đông và bầu dồn phiếu cho một người thì cái người đó cơ hội đắc cử rất là nhiều. À, tôi năm nay đó thì ở quận Fairfax tiểu bang Virginia đó thì chúng ta bầu những cái chức vụ mà tôi thấy là rất, rất là quan trọng thứ nhất là chúng ta sẽ bầu lại thượng nghị sĩ tiểu bang chúng ta sẽ bầu lại dân biểu tiểu bang chúng ta sẽ bầu lại một ông kêu là biện lý của quận à, chúng ta sẽ bầu lại một người là là chủ tịch hội đồng quản trị hay là có nhiều người dịch là hội đồng giám sát quận Fairfax tức là chairman of the board of supervisor và chúng ta bầu lại tất cả chín vị quận trưởng tức là supervisor of district chẳng hạn như chúng ta hiện thời đứng ở quận Mason District là chúng yeah. ta đã quen biết rất nhiều và chúng ta cũng sẽ bầu luôn những người đại diện chúng ta trong cái hội đồng giáo dục quận mà anh anh nhân đã biết là quận Fairfax đó, cái hệ thống giáo dục nó từ kê tới từ từ kindergarten đến lớp 12 là đã chiếm hơn 2 tỷ Mỹ kim yeah. 2 billion with a B. À, trong cái ngân sách của quận do đó đại cái người đại diện trong cái quận về vấn đề hội đồng giáo dục rất là quan trọng có mấy Được, người trong đó vậy thì... à, trong đó thì có ba người là at large tức là đại diện toàn yeah. quận và trong đó là mỗi một cái quận đó tức là chín quận thì là có một người một đại người, diện chín người nữa chín người cả nữa. là 12 hai người yeah, tất cả 12 người do đó tất cả chức vụ mà quận trưởng đó thì chúng ta dịch là chức giám sát thì nó cũng không đúng đúng hẳn lắm tại vì đó họ là người mà chuẩn chi ngân sách Họ yeah. là người quyết định cái, cái mức độ thuế. Họ là người quyết định uh, về vấn đề uh, đóng hay mở thư viện, uh, các công viên. Thành thử đó là cái, cái tôi tôi thì tôi dịch là hội đồng quản trị thì có lẽ đúng hơn và họ cũng là người mướn cảnh uh, sát trưởng và cũng là người mướn cái ông mà uh, giống như là quản trị viên để điều hành cái công việc uh, trong uh, cái hành cao ti và dạ, hành chính luôn. Và thêm cái đó chúng ta bầu một người nữa là kêu là sheriff. Yeah. cái chữ dịch là trong cái nhiều cái tờ giấy họ dịch là cảnh sát trưởng thực sự nó không đúng cảnh sát trưởng đó là police chief yeah. còn cái sheriff đó thì họ làm việc trực tiếp với tòa án tức là họ coi tù cảnh sát tư pháp họ, cảnh sát tư pháp là, là gần người hơn do đó, đó là chúng ta cũng sẽ bầu lại một người đó thành thử là những cái chức vụ này nó ảnh hưởng đến cái đời sống hàng ngày của chúng ta như vậy là là chúng ta có rất là nhiều những cái cái người mà chúng ta phải phải bầu thứ nhất là anh tỏ nói là cái mấy người mà thượng nghị sĩ của tiểu bang dạ, mấy cái người dân biểu dạ, của tiểu bang những dạ. người đó rất là quan trọng nói nói lên được cái cái sao sẽ làm chính sách của, dạ, của tiểu bang Vân, dạ. tại vì đa số đó chúng ta ở nước mỹ đó có rất là nhiều luật là do tiểu bang là làm, làm ra hả? chứ không phải liên bang liên bang chỉ có nắm giữ một số vấn đề chính thôi còn luật lệ tiểu bang từ vấn đề ấn định mức độ thuế vấn đề chạy quá tốc lực vấn đề uh, là chúng ta có được hưởng cái bảo hiểm y tế hay không đó là đều là do cái, cái quyết định của à, tiểu bang do đó nhưng mà chúng ta ít có người có thể biết dân biểu tiểu bang của mình là ai hay là thượng nghị sĩ tiểu bang tại vì thực sự là mỗi một năm nó họ chỉ họp có vài tháng thôi vào đầu năm và sau đó đó là ít có người nào mà chúng ta phải liên lạc tiếp xúc với lại tiểu bang nhưng mà cái người quân trưởng rất quan trọng người quân trưởng thì là chúng ta tất cả mọi vấn đề chúng ta sáng sáng thức dậy mà mở lên có điện có nước xài đường được cào tuyết rác được lấy đi tất cả những công việc này là là liên quan đến vị quân trưởng chúng ta tổ chức tiệc tùng mà, mà chúng ta ăn uống khuya quá mà tiếng động phát ra nhiều đó thì họ có thể khiếu nại đó thì tất cả những vấn đề đó là sẽ đều đi qua cái văn phòng quân trưởng yeah. Cái vai trò của ông Biện Lý kỳ này rất là quan trọng, sẽ được bầu bao anh Tỏ có thể phân tích thêm dạ thưa cái 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 chữ commonwealth attorney thực sự là chúng ta cái chữ gần gũi nhất là biện lý tại vì ông này đó ông có nhiệm vụ là uh, ông sẽ quyết định là có nhiều cái trường hợp ông sẽ đưa ra tòa hay là ông ông bãi nại hay gì đó thành thử cái cái vấn đề ông rất là quan trọng thành thử trong cộng đồng chúng ta nhiều khi có những cái sự tranh chấp đó thì uh, ông uh, ông biện lý sẽ là người quyết định là những cái cái việc tranh chấp này đó là nó có nên phải đưa ra pháp luật hay không và nếu đưa ra pháp luật thì họ sẽ phạm tội gì tại vì ông biện lý là sẽ người là người kết tội tức là khi mà đưa một người nào ra tòa ông biện lý sẽ nói là tôi sẽ kết tội anh dựa trên đạo luật những điều điều khoản sau đây thành thử là người biện lý cũng là một người rất là quan trọng mà chúng khác ta khác người cần phải... thẩm phán như thế nào khác người thẩm phán là tại vì đó là bên 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 cái hệ thống pháp luật của Việt Nam chúng ta thẩm phán là xử án ông biện lý đó thì là ông chỉ có kết là án người thôi. kết án thôi dạ. dạ chứ ông không có ông, 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 ông không, không có xử dạ, không tức sợ. là chúng ta có nhiều ông thẩm phán ở dưới này và dạ, cái đúng ông đúng à. biện lý là lại được bầu lên nhưng dạ, mà khi cái ông biện lý được bầu lên ấy, thì những người mà luật sư của quận cũng sẽ bị thay đổi hay là những thành phần đó sẽ được um, sắp xếp như thế nào vậy thưa ông dạ, tôi nghĩ là sẽ thay đổi tại vì cái ông biện lý hiện thời đó ông đã làm rất là lâu năm dạ. à, và ông mới lên thì thường thường là họ có một cái chính sách uh, hoặc là cứng rắn hoặc là mềm dẻo hoặc là họ chú trọng đến những vấn đề tội ác liên quan đến trẻ em tôi lấy ví dụ như vậy thì họ sẽ đem một số người luật sư và tôi tôi không biết rõ là phe phát là có bao nhiêu luật sư làm việc dưới quyền của biện lý nhưng mà tôi nghĩ là phải từ 7 tới 10 người yeah. do đó thành thử là vai trò của biện lý rất là quan trọng và tôi nghĩ là chúng ta cộng đồng chúng ta tình thoảng anh dân cũng có thể mời uh, cái người biện lý uh, lên để phỏng vấn tại vì trong cộng đồng chúng ta có nhiều khi uh, chúng ta nói là chúng ta tự do ngôn luận nhưng mà đến mức độ nào đó thì Be chúng famishing. ta thì, thì, thì chúng ta, <laughs> chúng ta sẽ nói qua, sẽ dạ. nói qua cái cái giới hạn dạ. thì nó có thể trở thành một cái tội. cái tội dạ. Dạ. và cuối cùng anh Tỏ có thể cho biết thêm là vấn đề thùng phiếu và vấn đề absentee ballot nó như thế nào? Dạ thưa, thưa chúng ta là bầu ngày thứ ba mùng 5 và phòng phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nếu chúng ta cái ngày đó mà bận rộn đó, thì chúng ta có thể xin được bầu khiếm diện dạ. tức là bầu trước bầu trước thì chúng ta có hai cách hoặc là chúng ta đến một cái trung tâm bầu họ đã bắt đầu mở thì chúng ta bầu uh, nếu là uh, tự, mình tự mình vô bầu yeah. hoặc là chúng ta vô đó xin một cái đơn và bầu bằng bằng phiếu phiếu bầu chúng ta gửi vô miễn là cái phiếu bầu này họ phải được nhận trước cái ngày ba ngày mùng năm tháng 11 và những cái lý do đó thì lý do phải chính đáng chẳng hạn như chúng ta bị đau ốm chúng ta phải đi xa bị công an việc làm như chúng vậy. ta nói à, ngày hôm đó tôi bận thì có thể là không phải là lý do không chính không đáng và vì là là phòng phiếu mở từ sáu giờ sáng đến bảy giờ tối dạ yeah. à, xin được cảm ơn anh tổ rất là nhiều và khi mà chúng ta nói đi bầu và dễ trò của người việt nam của chúng ta trong cái lá phiếu mà của những năm odd như vậy đó, những năm lẻ đó thì rất quan trọng và đó là, đó là lý do chúng tôi và anh đỗ Văn tổ luôn luôn tìm cách để mà vận động cho bà con đi bầu thật đông và cũng biết rằng cái ông chủ tịch cộng đồng của vùng thủ đô hai Tân đốn kỳ này ông cũng định cho một số tiền để mà mướn một vài ba chiếc xe để chở những người lớn tuổi đi đi bầu vào cái ngày đó đó dạ yeah. như vậy thì rất là rất là tốt vì đó là một trong những cái mục tiêu quan trọng của cộng đồng chúng ta dạ yeah, ông bố bị lý đó dạ yeah. yeah, vâng yeah. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Một lần nữa em xin được cảm ơn tỏa. À, vâng, xin cảm ơn anh Nhân và xin cảm ơn toàn thì quý vị đang nghe đài. Yeah. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin hoạt trình Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.